top những món bánh mà lần đầu tiên mình được nếm thử. Chắc mọi người xem clip ăn uống của mình thì cũng nghĩ là mình đi ăn nhiều món dã man đúng không? Ừ thì cũng đúng thế thật, nhưng mà cũng có khá là nhiều món lạ mà đến bây giờ mình mới đi thử. Điển hình là món bánh takoyaki này đây. À nó cũng không lạ với mọi người đâu, nhưng mà nó lạ với mình. Vỏ bánh thì làm bằng bột mì, còn nhân bánh thì là bạch tuộc với cả hành, được các chị nướng như thế này này. Xem trên video chắc mọi người cũng tự hiểu rồi ha. Lật qua lật lại cho bánh vàng đủ mọi mặt, thế là có một chiếc bánh hoàn chỉnh rồi. Quán đi cho vào một cái hộp giấy rất là dễ thương. Món này thì mình sẽ ăn cùng sốt teriyaki, thêm một chút tương ớt với cả mayonnaise nữa để tròn vị. Cuối cùng thì những chiếc bánh của mình sẽ được rắc thêm một lớp cá bào. Thế suất 4 cái khá là ít cho nên mình đã order một suất hẳn 6 cái liền. Có giá là 24 cành, vị trí là 4 cành một cái viên như thế này. Cảm nhận ban đầu thì cái cá bào khá là thơm, vỏ bánh bên ngoài mềm thơm cứ, còn nhân bạch tuộc bên trong thì ăn sần sật, nhai thích mồm dã man. Ăn cùng với cái nước sốt nó cực kỳ là vừa miệng luôn đấy mọi người. Món này thì khá phổ biến ở bên Nhật Bản. Trời ơi ăn ngon quá, mình phải mua thêm về để ăn tiếp này. Món bánh thứ hai mà mình muốn nói là món bánh trứng gà non. Món này thì hot lâu lắm rồi ấy mà bây giờ mình mới thử. Bánh thì được làm khá là đơn giản, từ bột với cả đường rồi đổ vào khuôn thôi. Nhưng mà bánh khá là mềm xốp nha. Mình đang ăn là vị truyền thống, tức là vị vani, ngoài ra thì còn có vị matcha với cả vị sô cô la nữa. Mình thấy nhiều nơi có cả nhân cơ, nhưng mà ở chỗ mình mua thì lại không có.